Bé Trinh Chi Lam mới về tuổi đẹp Bắc đầu hè năm 2020. Bé rất là xinh, đang được tắm bằng cát cho núi lửa. Đây là màu gì nhỉ con nhỉ? Bé trắng tay vàng, trắng tay đây là màu X này. Bé này là màu gì? Xám, nhưng không phải là xám thường đâu, xám này xám cho. Xám cho, bé mới về cho nên là đang làm quen một chút thì được một chút mẹ sẽ tắm rất là sạch sẽ. Rồi lông xù thì hồi lông bẩn thỉu quá. Tắm thì xong rồi mượt luôn. Đấy, tắm rồi. Chắc cái đồ là cái to cho nó xay. Cái này hơi nhỏ. Cái này bạn đi béo quá. Còn đây là bạn Sunny. Sunny rất thích động vật. Sunny rất thích cả ăn nữa. Đấy. Sunny lùi ra con nhiều không? Đổ cho nó cái to nhé. Đây, khó chưa? Úi dồi ôi. Thôi bé ra. Ê, bé ra. Béo quá rồi. Đấy, hai cái vào luôn. Hai bé vào luôn này. Cứ để đấy cho nó. Cho bé tắm đó. Để tắm có một lần. Làm muôn bé để chúng ta clip muôn nhá. Đấy, bé tắm. Để bẩn quá lên tắm. Béo quá. Nếu như hai con lợn có bốn bé nhá, bên dưới sẽ còn hai bé màu ve nữa. Hắn mở ra cho mình xem được một chút các bé nhá. Ui, hai đứa này màu sáng luôn ấy. Màu ve mắt đỏ. Mắt đỏ này. Mình sẽ update lại hai bé Trinh Chi Lam còn lại. Trời ơi, mình lâm lúc chưa tắm này bẩn không. Nham nham nhở nhở như chuột lặm ấy. Anh đi vào đi. Đúng rồi, đây là các bé tắm. Các bé sẽ lăn lộn một vòng tròn. Các cái này là các chuột lửa sẽ bám vào người và bám vào các bụi bẩn để rơi xuống. Lông các bé sạch sẽ. Đúng rồi, có mình thì nó cứ mà hình như mình thấy cái quả này nó bắt đầu nhấp bắt cái này không đấy ăn quả rồi bây giờ em phải xem gì hàng quả như là màu sắc sao thế nào nhá, ở đấy thì phải xem đấy, em cho anh miếng hàng trước rồi đấy mỏi thế em chỉ cho qua đấy còn mình thì đấy em phải cho nó qua đấy mà đánh nhảy. Vâng, em phải nghỉ, em muốn dùng tóc. Ok, em có thể hỗ trợ anh mà. Cái tốt vậy. Không, thực ra là khi mà em sẽ có hỗ trợ của các khách hàng của nhà mình. Em muốn trợ anh nào. Đấy, chị muốn. Ta thường biết là anh em mình nhờ với nhau mà. Cái con đực to là con đực đúng không? Không khó nói nhận là mấy các bạn là. Cái là mình có là 1, 6, 9, 3 nữa. Cái là mỗi hai cái gì nữa. Tại vì em là chơi mà đấy. Loại trà sữa của cô mà tự nhiên mở ra uống nhỉ. Món này rất là thân thiện của con người nhá. Có thể trẻ con luôn, trẻ con có thích bé. Ừ. Con mong bé sẽ đỡ sợ nhá. Ui. Cho gọi em Sunny bé một tí nè. Để Sunny bước tay một tí nè. Ôi, thằng này ra bé như chúng tôi nhỉ. Ok, cảm ơn các bạn.